Em chúc chị Bông xin chào cả nhà nha. Và trong thời gian qua thì theo yêu cầu của khách hàng thì muốn mua cái loại mai đó là giống mai cúc thọ hương. Thì hôm nay em được tầm khoảng vài chục cây thôi, chỉ được vài chục cây mai cúc thọ hương thôi nha cả nhà. Thì cây không cao lắm, cây cao tầm khoảng một gang tay của em trở lại thôi. Nhưng mà cây nó đang phát triển rất là mạnh nha. Đó, nó đang ra chờ non đây. Cái này rất tiện về cho chúng ta làm giống rồi ha. Nó đang ra đây. Cái này lấy bo được rồi ha cả nhà. Đó. Đây, cây cao tầm khoảng một gang tay của em thôi nha. Này, cái gốc thì được ghép bằng cái gốc nhớt uốn rễ. Nói chung nó cũng có rất nhiều gốc đây. Nó đa dạng ha. Rồi, đây. Nhìn thấy không? Đó. Rồi. Đây. Đủ gốc hết nha, đủ bộ gốc hết. Đây, nhìn thấy không? Rồi, cây cao tầm khoảng một gang tay của em thôi nha cả nhà. Đó. Đây, đủ loại hết á, đủ loại, đủ hình hết trơn nè. Gốc rễ thì em thấy cũng đẹp lắm nha. Cái bộ gốc cũng đẹp lắm. Đây, bộ gốc cũng đẹp lắm nha cả nhà. Rồi, cái giống mai cúc thọ hương này cũng xin giới thiệu là cái cánh hoa của nó tầm khoảng 30 mấy cánh á. Hoa của nó thì rất là thơm. Cái hoa này nói chung là rất là đẹp luôn á. Cây này thì em bán với giá là 150.000 một cây nha. Em ship từ 2 cây và không bao phí vận chuyển nha cả nhà. Đây, ai thích thì liên hệ với em nha. Theo cái số điện thoại là 0397142252 ha. Đây là giống mai cúc thọ hương nha cả nhà.